Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo AS Roma với Ludogorets Radgrass 3R ngày 4 tháng 11 năm 2022, Europa League 2022-23. Đường đường là nhà đương kim vô địch Europa Conference League, nhưng màn trình diễn của AS Roma tại vòng bảng Europa League rõ ràng đã mang đến nỗi thất vọng cho người hâm mộ. Sau 5 lượt trận, AS Roma mới giành được 7 điểm và đang phải chấp nhận đứng thứ 3 tại bảng C, bằng điểm đội nhì bảng Ludogorets Radgrass nhưng kém về thành tích đối đầu trực tiếp. Điều này có nghĩa là AS Roma sẽ buộc phải đánh bại đại diện của Bulgaria ở lượt đấu cuối nếu muốn ghi tên mình vào vòng 1/16. Với đẳng cấp vượt trội cùng lợi thế sân nhà, AS Roma đủ khả năng giành trọn 3 điểm. Mặc dù vậy, không dễ để đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho đánh bại được Ludogorets Radgrass với cách biệt nhiều hơn một bàn. Sở dĩ nói vậy là bởi AS Roma chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng tấn công. Cần biết, chiến thắng 1-3 trên sân của Hella Verona tại Serie A cách đây ít ngày. Mới là lần thứ 3 ở mùa giải năm nay AS Roma hạ gục đối thủ với cách biệt nhiều hơn một bàn sau 17 trận trên mọi đấu trường. Chỉ thực tế, trận thắng vừa qua không phải màn trình diễn quá ấn tượng của bầy sói, khi mà họ đã để Hella Verona vượt lên dẫn trước và chỉ có thể lội ngược dòng thành công ở những phút cuối trận, bất chấp việc được chơi hơn người trong gần một tiếng đồng hồ. Ở Serie A, AS Roma đang là đội bóng có hàng công yếu nhất trong top 8, với chỉ 16 bàn thắng ghi được sau 12 vòng đấu. Tại Europa League, 5 trong 8 pha lập công của AS Roma được ghi vào lưới HJK Helsinki, đội bóng yếu nhất bảng. Nhìn vào những thống kê khá tầm thường về khả năng săn bàn của AS Roma, sẽ là rất mạo hiểm nếu nhà đầu tư đặt niềm tin vào một ngày thi đấu bùng nổ của đội chủ sân Stadio Olimpico. Nhận định trên càng được củng cố bởi Ludogorets Radgrass không phải đối tượng dễ bị bắt nạt như HJK Helsinki. Còn nhớ ở lượt đi, Ludogorets Radgrass trên sân nhà đã đánh bại AS Roma với tỷ số 2-1. Sau 5 vòng đấu, Ludogorets Radgrass mới để lọt lưới 6 bàn thua. Trong hai thất bại trước đội đầu bảng Real Betis, các học trò của huấn luyện viên Ante Simunza đều chỉ chịu thua với tỷ số xít sao. Dù chưa chắc đã mang về điểm số ở chuyến đi lần này, nhưng nhìn chung Ludogorets Radgrass hoàn toàn đủ khả năng để ít nhất là không bị nuốt chửng tại Stadio Olimpico. Tuy nhiên, với tâm thế buộc phải thắng, kèm lợi thế sân nhà ở kèo châu Á AS Roma chấp 1.5, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, AS Roma chấp 1.5 full time. Dù đã chứng tỏ được sự đáng gờm, nhưng cơ hội giành điểm của Ludogorets Radgrass trước AS Roma vẫn bị đánh giá là rất mong manh. Nếu tính thêm cả kết quả ở cả vòng loại Champions League cũng như Europa League, Ludogorets Radgrass đã thua 4, hòa 1 và chỉ thắng đúng một trận sau 6 cuộc viễn chinh. Khi mà tâm lý thi đấu trên sân khách vẫn là điểm yếu của Ludogorets Radgrass, có lẽ người chơi ủng hộ đại diện đến từ Bulgaria nên tìm kiếm cơ hội ở kèo châu Á thay vì mạo hiểm ở kèo châu Âu. Chốt kèo châu Âu, AS Roma thắng. Dù đứng trước nhiệm vụ phải giành trọn 3 điểm, nhưng không vì thế mà AS Roma hướng đến một thế trận tấn công dồn dập, bởi họ cũng cần giữ sức cho trận derby thành Rome gặp Lazio vào cuối tuần. Cùng với việc Ludogorets Radgrass gần như chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công hay thậm chí là tử thủ, có lẽ 90 phút sắp tới tại Stadio Olimpico sẽ khan hiếm bàn thắng. Tuy nhiên, nhiệm vụ vào vòng knockout cũng cực kỳ quan trọng, do đó lợi thế sân nhà thì khả năng cao AS Roma sẽ chơi tấn công phủ đầu đối thủ. Ở kèo tài xỉu 3.0, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu, 3.0 chọn tài full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, AS Roma chấp 1.5 full time. Kèo châu Âu, AS Roma thắng. Kèo tài xỉu, 3.0 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số, AS Roma 3 Ludogorets Radgrass 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.